Con này là xe đẹp, xe chất nhá, chứ không phải là xe kém đâu. Nếu mà xe kém thì em để cho các bác tầm khoảng 8-90 cũng được. Nhưng mà con xe này đấy ạ, thì em sẽ phải bán cao hơn chút các bác nhá. Đây các bác nhìn này, nó mới như thế này cơ mà, lý zin nguyên bản theo xe, nó vẫn còn đẹp căng và nó còn mới như này. Kể cả những cái đồ nhựa, các bác nhìn này, đồ nhựa cũng rất là mới luôn. Đây, đây các bác nhìn xem, nhiều con xe mà vài trăm triệu em thấy còn thậm chí không đẹp bằng cái chiếc xe này của em các bác nhá. Con này thì tất nhiên 8-90 thì em sẽ không để được cho các bác đâu nhá. Các bác mình xác định một điều là như vậy. Bác nào phải yêu cái độ chất, yêu cái độ đẹp và yêu cái độ zin cơ thì các bác mình mới mua được cái chiếc xe này của bên em. Đấy. Vâng, đây các bác nhìn xem. 48 cái cánh cửa của nó mới hết như nhau cả các bác này. Đấy. Mới hết như nhau cả. Đấy, nỉ này. Bốn cánh đều còn nỉ hết nhá. Và những cái đồ nhựa các bác nhìn này, những cái đồ nhựa này. Đẹp chưa? Đấy. Bốn cánh nó đều là như vậy hết. Rất mới đúng không ạ? Và loa đây. Âm thanh của xe nghe tuyệt vời. Khung sườn vách cửa của xe là không mục mọt gì. Và chiếc xe này được mang tên là Toyota Vios các bác nhá. Toyota Vios. Máy của xe là 1.5 với động cơ là 1.5 và với thiết kế hộp số là số sàn các bác nhá. Đây, hộp số sàn đây. Và con này của em nó là bản đủ. Bản G đấy ạ. Thì cái vị trí này nó sẽ khác với lại những con xe bản thiếu nhá. Đấy, bản G bản đủ đấy. Các bác nhìn xem, và vô lăng cũng vậy, cũng rất mới luôn. Những cái gai sần, những cái vần vân đây các bác nhìn này, nó nổi lên còn rất là cao đây. Đây các bác nhìn nhá. Đấy, đẹp chưa? Sẽ rất ít và cực kỳ hiếm những con xe đẹp như thế này ở trên thị trường các bác nhá. Không có nhiều đâu. Các bác cứ để ý mà xem, các bác cứ đi tìm mà xem, xem có những con xe nào giá loanh quanh tầm khoảng 100 triệu mà lại đẹp con xe này chưa. Đấy các bác nhìn này, rất mới, mới từ phần nội thất cho đến phần ngoại thất, rồi đến những cái chi tiết khác, kể cả như là máy số của xe cũng rất là mới các bác nhá. Và những cái phần bệ bước đây, phần nhựa đây các bác nhìn này, cũng rất là mới này. Đây, chỗ này là mở xăng, mở cốp, còn đây là mở cabo, và đây là gương chỉnh điện. Đấy, bản đủ thì nó là gương chỉnh điện nguyên bản theo xe, và cái vị trí này nó khác một chút này. Đấy, và cái vách này nó bằng lý nhá, cái bản thiếu cái vách này nó không phải bằng lý đâu. Và gương kính điều chỉnh điện nó là hoàn toàn zin nguyên bản các bác nhá. Đấy, khung sườn tôn vỏ xe rất là cứng, không hề là mục mọt, và tai nạn đâm đụng không hề có ở trên mẫu xe Vios này của bên em. Với nước sơn là màu cát. Đấy các bạn nhìn xem, lốp của xe thì vẫn còn dày. Đây các bạn nhìn xem nhá, lốp của xe vẫn còn rất là dày này. Đèn đóm mới này, sáng này, sơn xi của xe sáng bóng này, tôn vỏ của xe không bị bả, không bị bả các bạn nhá. Và đây là phần form dáng bên ngoài, mẫu xe sedan hai đầu, thiết kế 5 chỗ ngồi và không có niên hạn sử dụng cho mẫu xe này các bác nhá. Và đây là số điện thoại cũng như là đây thông tin nữa, tiếp sẽ quay cả địa chỉ nữa cho các bác thấy nhá. Các bác liên hệ sớm để có một mức giá tốt nhất cho mẫu xe Vios này của bên em. Và đây là cái phần đầu của xe, các bác nhìn xem. Đấy, mặt nạ ga lăng của xe ok luôn này. Con này có thể so sánh được với những con xe đời cao hơn rất là nhiều, thậm chí là đời 2010 mấy luôn. Vâng, cabo thì chưa đóng hết, đèn đây, sơn xi đây. Dành cho bác nào đang đi tìm, dành cho bác nào thích độ chất, thích cái đẹp, thích độ zin các bác nhá, thì đây rồi, đây là một trong những chiếc xe cho mình chọn lựa. Nhiều con xe đời cao rất là nhiều không bằng các bác nhá, lốp dày này. Nhiều con xe đời trên dưới 2010 đi mà nó chạy nhiều, sử dụng nhiều đi, đấy, nó chạy dịch vụ, chạy taxi đi, thì chắc chắn được rằng thua xa hơn con xe này của em rất là nhiều các bác nhá. Những con xe này các bác mình mua dụng lâu dài sẽ yên tâm, và các bác đi đường dài nó cũng sẽ yên tâm các bác nhá. Đây, thân vỏ sơn xi đây, đẹp chưa? Đăng kiểm của xe tháng 6 năm 2024. Đấy. Đăng kiểm 1 năm một lần. Con này của em vừa mới đăng kiểm xong các bác nhá. Vừa mới đăng kiểm xong. Và đây, đây chính là cái phần mép cửa của chiếc xe này. Đấy, các bác nhìn này. Đấy. Và bốn cánh, những cái đồ nhựa và những cái đồ lý của nó đẹp mới đều như nhau hết như này. Đấy, các bác nhìn này. Xuất sắc luôn, đúng không ạ? Đẹp dã man luôn. Không có nhiều đâu các bác nhá, không có nhiều những chiếc xe đẹp như này trên thị trường đâu. Cái khóa cửa của xe nó còn đẹp như này, sáng như này. Đấy. Cột kèo đính bấm của xe nó là nguyên zin hết các bác nhá. Đấy. Không mất đinh nào cả. Bộ ghế da thì nó không phải là ghế da loại kém, mà ghế da loại tốt luôn, loại cũng rất là xịn. Đấy, ghế da đẹp đây. Côn số lái của xe nhẹ nhàng ngọt ngào các bác nhá. Đây là cần vanh tay, đây tắt dây an toàn. Đấy, da này vẫn là da zin, chỗ này đựng đồ này. Và công tắc phím bấm điều hòa của xe đây
không hề mòn kém và chức năng lóng lạnh của xe vẫn còn đầy đủ. Đấy, màn hình giải trí có camera lùi các bác nhá. Táp lô đây, em quay các bác xem cái táp lô này. Rất là mỡ màng và rất là tươi mới luôn này. Rất tươi mới luôn. Tôn vỏ có kêu con cả các bác nhá. Đấy, kính xe bọc dán rồi, có vẻ mưa đầy đủ rồi. Đấy ạ. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, tem mắc xe là vẫn còn này. Bốn cánh đẹp mới như nhau hết, các bác nhìn thì thấy rồi, đúng không ạ? Các bác đang ngồi xem clip này mà thấy chiếc xe đẹp, thấy video hay, các bác nhấn cho em xin những cái lần like, những cái lần tim và nhiều lần chia sẻ vào nhá. Và các bác mình comment ở phía bên dưới những cái ý kiến đóng góp của các bác đối với mẫu xe này của bên em. Đây, tôn vỏ này, sơn xin này. Đẹp từ lốc, đẹp đi luôn. Đấy, gioăng không rách các bác nhá. Một chiếc xe gọi là biết thần thánh đây. Cũng là thần thánh thật, đúng không ạ? Ở phía sau trang bị có một đôi loa nhá. Đây, một đôi loa, âm thanh nghe hay. Trần của xe là trần nỉ, bên trong rất là mới, được bọc ni lông bên ngoài rồi. Đấy, trần nỉ bọc ni lông bên ngoài rồi các bác nhá. Lốp của giày, lốp giày cả dàn luôn, cả bộ luôn. Đấy, đèn đó một xe rất là mới. Xe sedan hai đầu. Đấy, sẽ có một cái cốp đằng sau rất là to luôn. Sơn xi bóng mượt các bác nhá. Số điện thoại địa chỉ của bên em đây. Và các bác liên hệ cho bên em theo một số nữa khi mình điện hai số này bận các bác nhá. Là số 0335838389 nhé. Ba số này, ba số bên em có Zalo. Đối diện với lại 225 chính là cái ngân hàng HD Bank kia các bác nhá. Bên em có nhiều xe, hiện tại đang có là hơn 100 đầu xe các loại cho mình chọn lựa các bác nhá. Hãy đến bên em thì các bác mình sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn. Được chưa? Đấy, tiếp đóng cửa lại cho có mình thấy sau các bác nhá. Đấy, bây giờ thì đây em đóng cửa này. Đấy, đóng cửa lại các bác nhá. Mở cửa ra, đóng cửa lại. Ok, các bác nhìn này, cái gioăng của nó không hề rách này. Đấy, những cái lỗ nó vẫn còn nguyên này. Gioăng xịn nhá. Đấy. Mép cửa đây. Đấy. Tem này. Được chưa ạ? Quá tuyệt vời cho một cái mẫu xe mà nó là đời thấp 2003 thôi. Thế mà nó còn được như vậy. Các bác thấy thế nào? Cửa đóng êm chắc, khít đều. Đấy. Êm chắc và khít đều các bác nhá. Bốn cánh như này luôn. Đóng cửa này. Phập luôn, đúng không ạ? Phập cái luôn. Gầm đây. Gầm sáng long lanh. Và máy luôn các bác nhá. Các bác comment phía bên dưới đi. Nếu mà để mà thuận tiện và nhanh gọn hơn thì các bác mình alo kết nối Zalo nhá. Thì bên em sẽ biết là các bác mình đang thiện chí và các bác mình nếu mà muốn chốt thì mình làm cái đó sẽ nhanh gọn hơn. Và đây chính là phần động cơ khoang máy của xe. Đây cabo đây, thì nó vẫn đẹp này. Đây cabo, máy móc sáng đẹp này. Đây của máy zin các bác nhá. Có tuyệt vời luôn. Mẫu xe mà số tiền các bác bỏ ra nó là ít. Đấy. Tiền ít nhưng mà các bác vẫn có thể mua được xe chất. Nhiều bác không biết đấy thôi. Nhiều bác bảo là phải những con xe đời cao, những con xe đắt tiền đắt giá thì mới có được những chiếc xe ngon, đúng không ạ? Mới xe mới phải mới đảm bảo về chất lượng. Thế nhưng mà lại đi ngược lại đối với con xe ít tiền này các bác nhá. Đây. Quá ok luôn này. Đấy. Vâng. Đây nhá. Các bác nhìn này. Quá minh mắt cuộc đời. Đó. Rồi như vậy thì tổng thành mọi thứ chiếc xe em đã review quay cho các bác để xem đầy đủ. Các bác liên hệ để có giá đẹp nhất cho mẫu xe này. Bên em có đổi xe nhá, có xe máy mang đến đây em đổi cho, có xe ô tô mang đến đây em đổi cho, đổi tính giá rồi đổi các thôi các bác nhá. Bên em có thu mua lại tất cả các dòng xe ô tô cũ mà mình không có nhu cầu sử dụng nữa, làm sao với giá tiền hợp lý nhất. Và đó, các bác mình nhá, nếu muốn bên em ship chuyển xe cho các bác mình đến tận nhà đi đấy, thì bên em đều hỗ trợ cả nhá, bất cứ đâu trên toàn quốc bên em đều hỗ trợ ship đến tận nhà luôn. Hỗ trợ sang tên đổi biển, chính tên chính chủ chính biển cho mình bất cứ tỉnh thành nào các bác nhá, rất đơn giản và nhanh gọn thôi. Và các bác nếu muốn xem thêm những video mới, những chiếc xe khác của bên em đang có mặt tại sự kiện rồi Dương, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh YouTube, nhấn theo dõi Facebook, nhấn follow trên kênh TikTok để bên em tư vấn, bên em chốt giá đẹp nhất cho mẫu xe này, mẫu xe khác nữa các bác nhá.
Đấy, và đừng quên nhấn những lần like, những lần tim và chia sẻ mạnh tay nhiệt tình hộ em với. Em cảm ơn bác rất là nhiều. Ok ạ.